Hôm nay là mưa rông, không phải là thời tiết. Biết là về ai không quên nhau sẽ để thành xa lạ, không phải đến vào từng ngày ô thương nhau ghê. Đậm sâu đối với em cũng chưa đến chừng này, lời hứa em dùng nhiều rồi, do gì rồi cũng còn tác dụng. Vâng cả nhà, bây giờ đã là 17:30. Mình tiếp tục lang thang đi sông nước nha. Hôm nay tiếp tục sông Vàng nha. Ra mọi người ngó cái vụng cũng khá đẹp đấy. Cái vụng nước khá đẹp. Hôm nay mình đi câu đài đó cả nhà. Tạo hành lý mình mới xả ít mồi thôi, để tạo mùi lát nữa rồi mình sẽ thả, mình câu đài thôi, câu bột đấy. Mồi bột thì đơn giản của mình thôi. Sông nước chiều hoàng hôn rất là đẹp. Vâng cả nhà, hôm nay mình đi câu cho 2 thành phần thôi. Đây là bột cam trứng nha. Cam trứng thức ăn cho chim, và đây là bột cám gạo nhé. 2 thứ thành phần này thôi. Mình đi câu nha, chờ xem nhé. Bằng câu đài mình Shimano nhé. Shimano phát 4,5 mét. Cái này mình câu cần này thôi, 4,5 mét cả nhà nhé. Và đây là mình dùng phao đêm nhé, rồi mình sẽ câu đêm, dùng phao đêm. Như vậy thôi cả nhà nhé. Rồi chờ đợi thôi cả nhà. Đấy, cái đồ gác cần mình thì mình chặt cái nạng cây như thế này thôi, mình gác. Mình đi rừng đi núi thì rất là khó cả nhà. Mang thấy được cái phao không mọi người? Mình đi phao nghe. Đó, đó, đó. Cá. Cá chép con nha. Con này thu nhiều cá chép con rồi. Thấy phao, lúc phao đi, lúc phao. Mọi người thấy. Ui, cá gì đấy? Cá nó dùng ở cả nhà thấy không? Cá trê ăn bột nha. Cá trê ăn mùi bột nha. Đây cả nhà nhé. Cá trê ăn mùi bột đấy, mình vừa mới pha đó. Phải bỏ vỏ nha.